Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tại nguyên thần viết tiểu thuyết, thần tử là ta số một hắc phấn bất ngờ xuyên qua đến Ti Đại Lục liên nguyệt tô lạc, cùng đường dưới một lần nữa trở thành tiểu thuyết tác giả. Bộ tiểu thuyết đầu tiên xuất bản đồ sơn tiểu hồng nương khiến tô lạc thành công trói buộc hệ thống đại tác giả, chỉ cần tác phẩm nóng bỏng là có thể đạt được năng lực nhân vật trong tiểu thuyết. Lại không nghĩ tới tiểu hồng nương truyền tới đạo thê lượng tiêu thụ vượt qua tất cả tiểu thuyết của bác trọng đường, tổng biên tập bác trọng thần tử nhất thời cả người đều không tốt. Càng đáng giận chính là, tác giả hỗn trướng cư nhiên đem loại hồ yêu cao quý như nàng, viết thành bà mối đưa nhân duyên. Khắc tình, cam vũ, vân cẩn, ngừng quan, thất thất. Một đại nhân chạy đến minh thần đại xã cầu nạn đưa nhân duyên, sở cầu nhân duyên lại đều là tô lạc. Thần tử Từ hôm nay trở đi làm từ tô lạc số một hát phấn chung ly. Một phàm nhân ngay cả thần chi nhãn cũng không có, lại có thể ngự kiếm phi hành. Chỉ đông nữ vương. Băng tuyết kỳ duyên là tô tiên sinh viết cho ta sao? Bổn vương rất thích. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Đồ Sơn Tiểu Hồng Nương, lượng tiêu thụ đăng đỉnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1. Đồ sơn tiểu hồng nương, lượng tiêu thụ đạt đỉnh thần tử đại nhân. Bị vây trong Minh Tưởng Bác Trọng thần tử, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng la hét, không khỏi chậm rãi mở hai mắt nhìn lại. Chỉ thấy từ bên ngoài Minh thần đại xã cách đó không xa chạy tới, là một người quen của mình, biên tập viên hát điện của Bác Trọng Đường. Xem ra, hẳn là lại có thể đọc được tiểu thuyết thú vị rồi. Bác Trọng thần tử chậm rãi đứng lên, một mái tóc dài màu hồng nhạt mềm mại buộc ở đuôi tóc, hai lỗ tai hồ ly màu hồng nhạt triển lãm ra thân phận của nàng, vẫn đeo khuyên tai màu tím, bên phải khuyên tai càng khảm một viên thần chi nhãn. Trang phục vu nữ hai màu đỏ trắng dưới dáng người có lồi có lõm của thần tử, hoàng mỹ bày ra. Chấn tụ theo hai cái áo vu nữ đặt ở thời điểm nàng đứng dậy hơi chấn động, kéo theo một trận gió nhẹ, phía sau còn lại là buộc một cái nơ bướm rộng thùng thình màu đen, làm nổi bật hai chân trần trụi của nàng thần tử đại nhân, tôi tới báo cáo lượng tiêu thụ tiểu thuyết bác trọng đường tháng này. Số liệu đã thống kê xong, mời ngài xem qua. Vừa mới đứng lên, bác trọng thần tử liền nghe được tin tức biên tập hát điện của bác trọng đường đi tới trước mặt. Đưa tay lấy sổ sách, bác trọng thần tử lơ đảng xem xét. Để tôi xem, lượng tiêu thụ đứng đầu. Cái gì? Lượng tiêu thụ đứng đầu bị so sánh rồi. Đột nhiên, bác trọng thần tử lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó trên mặt xuất hiện một tia phẫn nộ đúng tổng hợp lượng tiêu thụ bản lưu hành nhiệt độ bản độc giả yêu thích xếp hạng tất cả đều bị so xuống trên mặt kuroda cũng lộ ra vẻ nghiêm túc nghe hát điền báo cáo biểu tình bác trọng thần tử trở nên có chút đáng sợ trình độ lửa nóng đã toàn diện vượt qua bác trọng đường sao chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi tác phẩm chính mà tôi vất vả vất vả đẩy lại bị so sánh Đồ Sơn Tiểu Hồng Nương, quyển sách này ta làm sao chưa từng nghe nói qua. Nhìn chữ ký vượt qua tiểu thuyết bác trọng đường của mình, bác trọng thần tử có chút nghi hoặc. Hát Điền ở một bên thấy thần tử nghi hoặc, vội vàng giải thích. Đồ Sơn Tiểu Hồng Nương là sách mới hai tháng gần đây mới xuất hiện, từ liên nguyệt bên kia truyền tới. Hành văn vững chắc, nội dung vở kịch mới mẻ độc đáo, lại là đề tài được mọi người yêu thích, thoáng cái đã trở nên thịnh hành với vợ gạo. Quan trọng nhất, nói tới đây ánh mắt hát điền nhìn thần tử có chút né tránh lời nói cũng trở nên chần chờ nhìn thấy hát điền có chút chần chờ ánh mắt bác trọng thần tử đảo quanh rất nhanh liền nghĩ tới nguyên nhân quan trọng nhất quyển sách này là về hồ yêu đúng không nghe được bác trọng thần tử chỉ ra hát điền cũng không dễ che giấu đành phải gật đầu với thần tử đúng vậy tất cả mọi người đang thảo luận hồ yêu sự tình hơn nữa trong sách viết hồ yêu nhất tộc có thể mang đến nhân duyên, mọi người lập tức liên tưởng đến thần tử đại nhân ngươi. Bây giờ người của đạo Thê Thành đã thảo luận về thần tử đại nhân, có thể mang nhân duyên đến không? Nghe được Hắc Điền đem sự tình trải qua toàn bộ giải thích xong, Bác Trọng thần tử vừa rồi sắc mặt đáng sợ nháy mắt biến mất, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị, thay vào đó là bộ dáng bình thường vẫn mang theo mỉm cười nhưng phúc hắc yếu xìu xấu xa. Ha ha, mang theo nhân duyên sao? đây thật sự là thiết kế thú vị a à? không biết tác giả là ai có cần hay không ta mang cho hắn một phần nhân duyên nhìn bác trọng thần tử một lần nữa cười rộ lên hắc điền quen thuộc nàng cũng là thân thể lạnh lẽo trong lòng nói thầm thần tử đại nhân hình như lại muốn bắt đầu gây chuyện a à? lúc này trong liên nguyệt thành cách biển nhìn nhau trong căn phòng rẻ nhất của khách sạn vọng thư một người đang nhanh tay viết trên giấy Vương quyền phú quý ông lấy thanh đồng, nhẹ nhàng ghé vào bên tai nàng hỏi. Nếu như chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài, vạn thủy thiên sơn ngươi nguyện ý cùng ta nhìn không? Đồ sơn tiểu hồng nương, vương quyền thiên, sông hô, cuối cùng cũng viết xong. Nhìn bản thảo vừa mới viết xong, tô lạc thở dài một hơi. Ngay tại hai tháng trước, hắn tại chơi nguyên thần thời điểm, điện thoại di động trực tiếp tạp chết máy nổ tung, sau đó mạc danh kỳ diệu xuyên qua đến nguyên thần thế giới ở giữa, trở thành liên nguyệt thành một cái dân chúng bình thường nhưng vừa xuyên qua tô lạc liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hắn là cái quỷ nghèo căn bản không có tiền có thể ở liên nguyệt thành sinh tồn được vạn bất đắc dĩ tô lạc đành phải làm lại nghề cũ của mình ở thế giới cũ viết tiểu thuyết cũng may ngành tiểu thuyết bên này phát triển không tệ vợ gạo bên kia lại có nhà xuất bản như bác trọng đường tồn tại coi như là một công việc không tồi chỉ Bất Quá Tô Lạc không nghĩ tới, chính mình tiện tay sao chép tới thiên tiểu thuyết đầu tiên Đồ Sơn tiểu hồng nương, vừa mới tuyên bố mấy chương, liền trực tiếp tại Liên Nguyệt thành đại hỏa, thậm chí đã có truyền bá đến vợ gạo bên kia xu thế. Dưới tình huống bán chạy như thế, đổi lấy chính là Tô Lạc không ngừng đuổi bản thảo, tay cũng sắp không còn tri giác. Đặt bút xuống, Tô Lạc lẩm bẩm, có những bản thảo này, mình có thể lười biến vài ngày rồi. Từ khi xuyên việt tới đây, vẫn bận rộn viết sách, còn chưa nhìn kỹ bộ dáng của Liên Nguyệt. Bây giờ viết xong phần đầu tiên, coi như là có thể ra ngoài chơi. Nghĩ tới đây, Tô Lạc nhớ tới Liên Nguyệt phong quan mình nhìn thấy trong trò chơi, quả thực chính là tuyệt mỹ. Lúc trước mình trong trò chơi lần đầu tiên nhìn thấy Liên Nguyệt, thật sự đã bị hấp dẫn hoàn toàn. Hiện tại có thể nhìn thấy cảnh tượng chân thật, Tô Lạc còn có chút kích động. Nhưng mà, ngay khi Tô Lạc chuẩn bị đứng dậy ra cửa, lần đầu tiên thiết thực nhìn một chút liên nguyệt rốt cuộc là bộ dáng gì. Bên tai nhớ tới thanh âm đột ngột. Đồ sơn tiểu hồng nương, lượng tiêu thụ lên đỉnh, hệ thống chính thức trói định. Liên kết thành công, hoan nghênh ký chủ sử dụng hệ thống đại tác giả. Thanh âm máy móc trực tiếp xuất hiện trong đầu tô lạc, làm cho thân thể hắn vừa mới chuẩn bị đứng dậy ra cửa dừng lại. Sau đó trên mặt trong nháy mắt nở nụ cười. Rốt cục tới rồi, chỉ biết xuyên qua sẽ có bàn tay vàng nghĩ đến mỗi một người xuyên việc ngón tay vàng cuối cùng đều mang theo bọn họ thành công cất cánh tô lạc rõ ràng cảm thấy hệ thống so với đi ra ngoài xem liên nguyệt cảnh tượng càng thêm trọng yếu một điểm nhưng lượng tiêu thụ của đồ sơn tiểu hồng nương đã lên tới đỉnh rồi sao không ngờ kinh điển của một thế giới khác lại bán ở đây tốt như vậy nhưng mà cứ cảm giác như mình đã quên cái gì đó sờ sờ đầu mình tô lạc cẩn thận suy nghĩ nhưng hoàn toàn không nghĩ ra. Quên đi, trời đất bao la, không có hệ thống lớn nhất. Để ta xem trước một chút, hệ thống rốt cuộc là thứ gì? Chương không hai. Kinh thường, quên xấu bụng mảnh hồ ly. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Đại Ý đã quên phút Hắc vụn hồ ly. Ngồi trên ghế khách sạn vọng thư, Tô Lạc nghiên cứu hệ thống của mình rất lâu. Hắn phát hiện hệ thống thứ này so với chính mình lúc trước ở một thế giới khác bên trong đọc đến những cái kia đơn giản hơn nhiều chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau đó hoàn thành đạt được khen thưởng trả lời ký chủ đúng vậy hệ thống trả lời vẫn không có bất kỳ tình cảm nào nhưng lại làm cho tôi lạc hơi thả lỏng không ít đơn giản một chút thì tốt dù sao tôi chẳng qua chỉ là người viết tiểu thuyết một lần nữa xem xét lại hệ thống tôi lạc phát hiện chính mình trong hệ thống thậm chí có cái tân thủ túi quà. Trên đó còn viết phần thưởng cho hệ thống tiêu thụ hồ yêu tiểu hồng nương. Còn có loại chuyện tốt này. Hệ thống mở ra tân thủ túi quà. Hiểu vì sao tân thủ túi quà sẽ xuất hiện, Tô Lạc vội vàng để cho hệ thống mở ra túi quà, ngồi ở trên ghế thân thể cũng có chút kích động, bắt đầu lắc lư lên. Theo tân thủ túi quà mở ra, trong đầu Tô Lạc xẹt qua một viên màu lam sao băng nhìn giao diện quen thuộc trước mặt, Tô Lạc cảm giác phần thưởng này giống như không tốt như mình tưởng tượng. Quả nhiên, sau khi sao băng màu lam xẹt qua chân trời, giao diện rút thẻ thanh toán quen thuộc xuất hiện trước mặt Tô Lạc. Cho dù là xuyên Việt, cũng không thoát khỏi vận mệnh của phi tù sao. Cảm khái một chút thể chế định mệnh của mình, Tô Lạc lại phát hiện ra thứ cuối cùng, hoàn toàn không giống với trò chơi ban đầu. Ở bên trong giao diện, dĩ nhiên là dơ lên một bãi cát, phía dưới còn viết rõ phạm vân phi khống chế các năng lực màu xanh lam tô lạc nhìn đến đây cũng sửng sốt không nghĩ tới hệ thống khen thưởng dĩ nhiên là khống xa năng lực hơn nữa phạm vân phi vừa vặn là nhân vật chủ yếu trong thiên thứ nhất của hồ yêu tiểu hồng nương xa hồ hoàng tử đệ nhất cao thủ trong tây tây vực thu hồi phần thưởng tô lạc cũng hiểu ý cười có năng lực khống xa mình ít nhất có thể ở trong tiva đại lục còn không có bình tĩnh có một phần năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa mình chỉ cần có thể điều khiển hạt các ngưng kết thành thật, nhìn qua năng lực thuộc tính nham trong nguyên thần cũng không kém nhiều lắm, có thể ngụy trang thành người nắm giữ thần chi nhãn. Trong nháy mắt đạt được phần thưởng, Tô Lạc hoàn toàn lên kế hoạch tốt thân phận phía sau mình. Hệ thống khen thưởng cũng lấy được tay, Tô Lạc cũng không lại trong khách sạn tiếp tục dừng lại, đẩy ra vọng thư khách sạn cửa lớn, lần đầu tiên toàn tâm cảm thụ liên nguyệt cảnh tượng vừa đi ra khách sạn vọng thư tô lạc cách nhiều ngày rốt cục một lần nữa cảm nhận được khí tức của Vạch đại lục nhìn cảnh tượng trước mắt tô lạc đến bây giờ còn có chút không thể tin được mình đã xuyên qua đi ra vọng thư khách sạn tô lạc theo đường hướng phía nam đi đến hắn trạm thứ nhất liền muốn trở về liên nguyệt cảng nhìn xem là nơi phồn hoa nhất trong nguyên thần game tô lạc tin tưởng bên kia nhất định sẽ cho mình cảm thụ khác cứ như vậy sau khi tô lạc đi qua một đoạn đường lần đầu tiên đi vào phạm vi cảng Liên Nguyệt. Không đợi tới gần, anh đã nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa ở cảng Liên Nguyệt. Kiến trúc gỗ lim chồng chất, thuyền bè lui tới không dứt. Tô Lạc lần đầu tiên biết, nguyên lai nơi này cùng trong trò chơi khác biệt vẫn là rất lớn, ở trong trò chơi, bởi vì bộ nhớ nguyên nhân, khẳng định không nhìn thấy nhiều người như vậy. Ông tâm tình kích động, Tô Lạc đi vào cảng Liên Nguyệt. Vừa tiến vào, hắn liền cảm nhận được hơi thở của pháo hoa kiến trúc cổ điển, khí tức gỗ thô trong không khí khiến Tô Lạc cảm thấy, hình dáng tốt đẹp của Liên Nguyệt Thành khiến mình xuyên qua đây, hình như cũng không phải là không thể tiếp nhận. "Ai, ngươi gần đây nhìn thấy Liên Nguyệt nhà xuất bản mới nhất phát cái kia bản Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sao?" Nhìn một chút, không nghĩ tới thế gian lại có loại người thần kỳ này, có thể ghi lại nhân duyên. Không đợi Tô Lạc kiểm tra kiến trúc xung quanh, bên tai đã nghe thấy tiếng người Liên Nguyệt thảo luận tôi Lạc lặng lẽ tiến lại gần, đứng bên cạnh hai người, cẩn thận nghe. Người nói xem, thật sự có hồ yêu sẽ ghi lại nhân duyên sao? Cái này khó nói, nhưng ta cảm giác hẳn là có, rất muốn một con hồ yêu truyền nhân duyên cho ta. Ngươi cũng đừng suy nghĩ đi, muốn ta cảm thấy, nếu thật sự có, nhất định là trước cho liên nguyệt chúng ta thất tin các đại nhân. Đúng đúng đúng, ta cảm thấy cũng đúng. Bất quá nghe nói, giống như lúa thê bên kia, thật sự có vị hồ ly đại nhân không biết nàng có thể hay không đưa nhân duyên a à? thật sao nếu có cơ hội ta tuyệt đối phải đi bái một lạy bùng trong đầu tô lạc giống như kích nổ bom hoàn toàn không nghe thấy đàm luận phía sau lập tức ngây ngẩn cả người hắn hiện tại rốt cuộc đã biết vì sao lúc trước mình định ra ngoài lại quên mất thứ gì đó thì ra mình vẫn muốn nói cho biên tập sách của mình tạm thời không nên bán cho vợ gạo kết quả chính mình vội vàng viết bản thảo dĩ nhiên đem chuyện này hoàn toàn quên ở sau đầu phải biết rằng ở tiva thật sự có một con hồ ly long phấn chính mình nguyên bản viết thời điểm vốn tưởng rằng quyển sách này chỉ là liên nguyệt khu bán một chút kiếm chút tiền nhưng nhìn tư thế rất có thể sẽ trực tiếp lấy được vợ gạo đến lúc đó để cho vụng hồ ly nhìn thấy mình nhất định xong đời dựa theo cá tính của vụng hồ ly nếu biết mình đem hồ yêu viết thành tặng nhân duyên có thể trực tiếp tìm tới cửa tính sổ không để cho mình mạnh mẽ tỉnh táo lại tô lạc bắt đầu tự hỏi không đúng nếu như vụng hồ ly biết mình viết trong sách an bài cho hồ yêu một chức nghiệp hồng nương đoán chừng sẽ không thường cảm hưng thú vị từ vợ lúa trực tiếp chạy đến liên nguyệt sau đó tìm được tác giả giáp mặt hỏi tác giả muốn hay không một phần nhân duyên sau đó tính toán một chút rốt cuộc tìm cho tác giả một nhân duyên như thế nào sử lai mổ người khâu khâu hay là đại bảo loại chuyện này nàng hoàn toàn làm được tôi lạc càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi không khỏi rùng mình một cái xong rồi vụn hồ ly phỏng chừng sẽ trở thành hắc phấn đầu tiên mình viết sách hơn nữa còn là loại phan đen hoàn toàn không thể trêu vào nghĩ tới đây tôi lạc vội vàng chạy tới hiệu sách của liên nguyệt cũng không biết có kịp hay không. Hy vọng còn chưa bán cho vợ gạo. Trong lúc sốt ruột, bước chân Tô Lạc nhanh hơn vài phần. Đến khi đi tới tiệm sách của Liên Nguyệt, Tô Lạc lại phát hiện, ở cửa tiệm sách, dĩ nhiên thấy được một người đặc biệt. Liên Nguyệt thất tinh. Ngọc Hành tinh, khắc tinh. Chương 03 Người chính là Tiểu Hồng Nương, tác giả. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 người chính là tiểu hồng nương tác giả xếp thành hàng đừng cướp chú ý trật tự có nghe thấy không khắc tình nhìn hàng dài phía trước hiệu sách cao giọng duy trì trật tự theo cửa tiệm sách khắc tình nhìn bộ dáng hưng phấn của người xếp hàng trước cửa cũng có chút bất đắc dĩ không ngờ tiểu hồng nương nổi tiếng đến mức này cũng cần thiên nham quân duy trì trật tự cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới liên nguyệt lại có nhiều người đọc tiểu thuyết như vậy khắc tình cảm thấy vì sự phát triển ổn định và bền vững của liên nguyệt mình cần phải tìm hiểu thêm một chút về các sở thích của nhân dân liên nguyệt bất quá khắc tình không hiểu nghĩ đến trong sách tiểu hồng nương miêu tả bạch nguyệt sơ cùng đồ sơn tô tô bộ dáng quái dị này trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười thật sự có chuyện tặng nhân duyên sao giọng khắc tình rất thấp thiên nham binh cũng không nghe rõ nếu để cho bọn họ nghe rõ lời khắc tình nói nói không chừng cũng sẽ rất là khiếp sợ ngọc hành tinh đại nhân trong lòng bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ xem quyển sách tiểu hồng nương này ngay khi khắc tình có chút ngẩn người xa xa truyền đến tiếng cãi vã ai nha nhìn đường một chút đi ngại quá ngại quá vội quá lần sau chú ý được được khắc tình ngẩng đầu nhìn lại phát hiện xa xa hai người đụng vào nhau có chút cãi vã bất quá cũng may không có phát sinh cái gì đặc biệt lớn hỗn loạn bằng không nàng có thế phải ra mặt ngăn lại vốn tiệm sách bên này duy trì trật tự công tác cũng đã rất phiền toái nàng cũng không muốn lại đến một phần công tác bất quá khắc tình phát hiện cái kia hoang mang rối loạn trương trương đụng vào người khác nam tử vậy mà trực tiếp hướng cửa tiệm sách bên này chạy tới trên mặt còn mang theo một chút sốt ruột nhìn đến đây khắc tình vội vàng vài bước đi lên ngăn cản vị tiên sinh này chậm một chút nếu anh cũng tới mua sách xin mời xếp hàng phía sau chú ý trật tự vội vã lên đường tôi lạc căn bản không có cách nào đi trước trước mặt mình lại có một người đứng cũng may khắc tình lên tiếng cắt đứt chính mình bằng không lại đụng vào nhau ngẩng đầu lên tôi lạc rốt cục thấy được bộ dáng của khắc tình ở khoảng cách gần màu tóc tím đuôi ngựa lễ phục ba màu tím lam trắng phối hợp với biểu tình nghiêm túc của nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra danh môn xuất thân của nàng quan trọng nhất lúc tô lạc nhìn đường đột nhiên trước mắt xuất hiện hai cặp đùi đẹp lập tức hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của tô lạc khắc tình nhìn nam tử trước mặt thế nhưng chậm chạp không trả lời còn đang cúi đầu ngẩn người trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc lại một lần nữa lên tiếng dò hỏi đang nghe ta nói chuyện sao cậu cũng mua tiểu hồng nương đi phiền cậu ra phía sau xếp hàng trật tự của liên nguyệt cần mỗi người giữ gìn cho dù là xếp hàng nhỏ như vậy lại một lần nữa nghe thấy giọng khắc tình, tô lạc cũng kịp phản ứng, dáng vẻ của mình có chút thất lễ. Nhưng là cũng không kém hắn, hắn đã từng cũng là tâm cam tình nguyện khổng lồ trong tổ chức một thành viên, đối với xuất hiện ở trước mặt mình tiền nhiệm vẫn là có chút khiếp sợ, đương nhiên nhìn nhiều hai mắt. Bất quá, tô lạc vừa muốn lên tiếng giải thích lại phát hiện, khắc tình lại nhắc tới quyển sách tiểu hồng nương này. Làm sao ngươi biết tiểu hồng nương, chẳng lẽ ngươi cũng xem qua sao? Tô Lạc có chút khiếp sợ nhìn Khắc Tình trước mặt, anh không nghĩ tới quyển sách này của mình, thậm chí ngay cả Khắc Tình bình thường nghiêm túc như vậy cũng sẽ xem, phải biết rằng cô chính là một trong Thất Tinh Liên Nguyệt, trên cơ bản đại biểu cho bộ phận cao cấp nhất của Liên Nguyệt. Khụ, khụ, không, không có. Ngươi không thấy phía sau xếp hàng dài như vậy sao, những người này đều là tới mua Tiểu Hồng Nương. Khắc Tình bị phát hiện bí mật của mình, vừa vội vàng chỉ vào hàng xếp hàng phía sau Tô Lạc giải thích. Tô Lạc nhìn theo ngón tay khắc tình, trong nháy mắt chấn kinh. Nhiều như vậy. Tô Lạc cũng không nghĩ tới, xếp hàng đội ngũ vậy mà dài như vậy, thoáng phỏng chừng một chút, cũng có cái hơn một trăm người. Nhìn thấy nhiều người xếp hàng mua như vậy, vốn Tô Lạc hẳn là rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại không biết vì cái gì, hắn cảm giác chính mình muốn tổ chức bán đến vợ gạo sự tình, càng ngày càng không đáng tin. Không được, vẫn phải xác nhận một chút, vạn nhất thì sao? tôi lạc cảm thấy mình không thể cứ như vậy buông tha quay đầu tôi lạc muốn đi vào trong tiệm sách một bên khắc tình chứng kiến người trước mặt vậy mà tại chính mình hai lần cảnh cáo về sau còn không có đi xếp hàng ngược lại trực tiếp hướng cửa tiệm sách đi tới nhìn tôi lạc vẫn đi về phía tiệm sách khắc tình mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn lên tiếng ngăn lại chờ một chút nếu bạn đến đây để mua sách hãy xếp hàng ở phía sau nhưng nếu em có chuyện gì khác, em có thể nói với anh, anh sẽ giúp em xử lý. Nhưng cậu tùy tiện đi tới hiệu sách như vậy, có thể sẽ khiến cho những cư dân xung quanh hiểu lầm, cho rằng cậu chen ngang. Giọng nói của khắc tình rất nhanh thu hút sự chú ý của các binh sĩ thiên nham xung quanh, thoáng cái, năm binh sĩ thiên nham duy trì trật tự xung quanh đã vây quanh tô lạc hoàn toàn. Ánh mắt khắc tình cũng trở nên sắc bén. Nàng là một trong liên nguyệt thất tinh, tuy rằng không giống với các tiên nhân sống ở đây thời gian dài, nhưng là tự nhận, mình vẫn là đối với mỗi một người liên nguyệt đều có chút ấn tượng. Nhưng bây giờ mới phát hiện, người trước mặt, chính mình dĩ nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Tô Lạc cũng không nghĩ tới, mình lại bị thiên nham binh vây quanh, mình chẳng qua là sốt ruột muốn đến hiệu sách hỏi biên tập viên của mình. Quay đầu, Tô Lạc lúc này mới nhìn thấy, ánh mắt khắc tình nhìn mình có chút cẩn thận vội vàng phất tay ra hiệu cho khắc tình. Hiểu lầm. Tôi không phải tới mua sách. Tôi tới tìm biên tập viên của hiệu sách Vạn Văn Xá Liên Nguyệt có việc gấp. Biên tập hiệu sách. Khắc tình nghe Tô Lạc nói, những mày, trên mặt có chút nghi hoặc. Cô quen biết biên tập viên hiệu sách. Cô có chứng cứ gì không? Có thể cảm nhận được hơi thở ngưng trọng truyền đến từ người khắc tình, Tô Lạc thấy rõ thế cục hình như đang phát triển theo hướng cực kỳ không tốt, vội vàng giải thích với khắc tình. Tôi là tác giả của Little Red lấy đi. Lần này tôi tới tìm biên tập viên có chuyện rất quan trọng muốn nói. Tên tôi là Sulo, một nhà văn du lịch. Nghe thanh âm của tô lạc, thanh âm ồn ào xung quanh lập tức an tĩnh lại. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Khắc tình lấy tay che miệng mình lại, hết sức giật mình nhìn tô lạc trước mặt. Cậu chính là tác giả viết ra Tiểu Hồng Nương chương bốn vĩnh viễn không tại cây lúa vợ phát hành sách mới bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương bốn vĩnh viễn không ở lúa vợ phát hành khắc tình không thể không một lần nữa đánh giá tô lạc khuôn mặt thoạt nhìn rất đẹp trai chiều cao nhìn chừng một trăm tám mươi quần áo cũng là hàng vỉa hè rẻ tiền nhưng lại có vành mắt thâm quần đặc biệt nặng cùng một đầu tóc rối bù vừa nhìn chính là người quanh năm làm ổ trong nhà. Hắn lại nói mình là tác giả của tiểu hồng nương. Suy nghĩ một chút, Khắc Tình lại cảm thấy bộ dáng giống như người đàn ông trước mặt, quả thật rất giống một nhà văn, dù sao nhà văn đều là người không tu sửa độ dài. Vành mắt thâm cuồng cùng tóc đều là thuyết minh thức đêm đuổi bản thảo đi. Nghĩ tới đây, Khắc Tình hơi buông lỏng cảnh giác một chút, nhưng vẫn quyết định xác nhận trước một chút thì tốt hơn đi gọi biên tập viên vạn văn tập xá một chút đưa tay gọi thiên nham binh bên cạnh bảo anh vào trong tiệm tìm biên tập viên chỉ cần biên tập ra xác nhận nhất định có thể biết tô lạc có nói dối hay không vâng thiên nham binh nhận được mệnh lệnh đi vào hiệu sách tìm biên tập viên nhưng người dân liên nguyệt xung quanh lại bắt đầu bàn luận vào lúc này thanh âm đàm luận bị tô lạc nghe thấy rõ ràng đây là tác giả của tiểu hồng nương thật trẻ tuổi a à. ta cho rằng loại này tinh tế tỉ mỉ tình yêu thiết lập làm sao cũng là cái nữ tác giả đây tác giả nhìn qua có chút đẹp trai a à, thu thập một chút không chừng trở thành tác giả thần tượng đầu tiên của liên nguyệt không biết tác giả nghĩ đến phạm vân phi và lịch tuyết dương như thế nào tôi rất thích đôi này hiểu rõ nguyệt sơ và tô tô có thể thân thiết hơn một chút các ngươi nói tác giả viết tốt như vậy có phải là chính hắn tự mình phát sinh sự tình a. À? Không thể nào, ta chưa từng nghe nói có quốc gia nào ngoài bảy nước. Ngươi choáng váng, ta nói chính là, tác giả sẽ không là chính mình thật sự nhìn thấy người khác tình yêu cố sự, sau đó gia công mà thành, dù sao tác giả đều là lần thứ hai gia công sao? Vậy ý của anh là, tác giả này thật sự đã chứng kiến tình yêu của Phạm Vân Phi và Lịch Tuyết Dương, sau đó tiếp tục viết ra một câu chuyện như vậy. Rất có thể hơn nữa ta hoài nghi tác giả chính là bạch nguyệt sơ vậy không phải nói giữa hắn và hồ yêu cũng có chuyện xưa sao nghe người chung quanh thảo luận tô lạc cảm thấy mình một cái xuyên qua tới người cũng không có bọn họ trí tưởng tượng mạnh lại còn có thể tại nguyên thần trong thế giới đem cắn chính phú loại chuyện này phát triển lên tô lạc có thể nói chẳng lẽ tất cả thế giới người tư tưởng đều kém không bao nhiêu bất quá so với chuyện bọn họ cắn chính phú này tô lạc càng để ý hơn chính là bọn họ dĩ nhiên đem sự tình cho là thật, còn nói hắn cùng hồ yêu có chuyện xưa gì. Không được, thư hữu, cái này cũng không nên nói a. À. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ở đạo thê thật sự có một hồ yêu sao? Cái này nếu bị bản thân nàng nghe được, vậy tuyệt đối cách cái chết không xa. Tô Lạc rất muốn ra mặt giải thích với những độc giả này, nhưng nhìn mấy tên thiên nham binh còn chặn trước mặt mình, Tô Lạc cảm thấy thôi đi. Rất nhanh. Thiên Nham Bình đi tìm biên tập viên vạn văn tập xá dẫn người từ trong tiệm sách đi ra. Từ xa, Tô Lạc đã nhìn thấy biên tập viên giúp mình gửi sách ở Liên Nguyệt, cũng là ông chủ của vạn văn tập xá, Kỷ Phương. Chị Phương Tô Lạc hiện tại nhìn thấy Kỷ Phương, thật sự tự như nhìn thấy ân nhân cứu mạng đồng dạng, còn không đợi bọn họ đi tới, liền bắt đầu hướng Kỷ Phương hô lên. Kỷ Phương đang đi trên đường về phía này, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Tô Lạc, nhìn theo âm thanh, cũng thấy được tô lạc bị mấy tên lính thiên nham vây quanh lúc này kỹ phương rốt cục biết chuyện gì xảy ra cùng tô lạc phất phất tay tỏ vẻ tiểu lạc không sao đâu đợi đến khi kỹ phương đi tới trước mặt khắc tình cũng tỏ vẻ kính ý với khắc tình khắc Tình đại nhân tiểu lạc đúng là tác giả của tiểu hồng nương tôi cũng là biên tập của cậu ấy tạo thành phiền toái cho các ngươi thật sự là ngượng ngùng nghe kỹ phương trả lời khắc tình gật gật đầu tỏ vẻ biết kỳ thật lúc tô lạc và kỷ phương hai người chào hỏi lẫn nhau khắc tình cũng đã biết tô lạc nói đều là sự thật bất quá vẫn phải đi xuống quy trình không có việc gì chúng ta vốn là vì duy trì trật tự của liên nguyệt nói xong khắc tình bảo đám thiên nham binh vây quanh tô lạc tản đi tiếp tục duy trì trật tự cho những người khác đến mua sách ngay sau đó nàng liền nghe được kỷ phương cùng tô lạc nói chuyện tiểu lạc sao lại gấp gáp tới tìm anh như vậy Chẳng lẽ thiên thứ hai tiểu hồng nương viết xong rồi sao? Kỷ Phương nhìn Tô Lạc đến tìm mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tô Lạc đã giúp mình kiếm được không ít tiền, hiện tại là nhà văn nổi tiếng nhất Liên Nguyệt Cảng. Nghe Kỷ Phương hỏi, Tô Lạc bỏ qua lời thúc giục bản thảo, vội vàng lên tiếng hỏi. "Chị Phương, tiểu hồng nương bán cho vợ gạo chưa?" "Hả?" Tô Lạc vừa hỏi, thật sự khiến Kỷ Phương vẫn ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới trước mặt mình mới vừa xuất đạo nhiều hơn giả tâm vậy mà lớn như vậy cái này cũng đã theo dõi sát vách quốc gia thị trường bất quá kỹ phương đối với giả tâm của tô lạc cũng là phi thường thưởng thức lúc này mới có thể kiếm nhiều tiền không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại để mắt tới thị trường nước ngoài mặc dù lượng tiêu thụ của tiểu hồng nương ở liên nguyệt là số một nhưng tôi không bán sách cho vợ gạo nhưng cũng không loại trừ có người ra biển mang sách đến cho vợ gạo khắc tình còn chưa đi cũng giật nảy mình trước câu trả lời của kỹ phương nàng vốn còn tưởng rằng tiểu hồng nương chẳng qua là vừa mới hứng khởi tiểu thuyết không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên cũng đã lên đỉnh liên nguyệt tiêu thụ bản xếp hạng đệ nhất nhìn tô lạc viết sách một chút khắc tình cảm thấy mình vừa rồi có phải đối với anh có chút hung dữ hay không nhưng rất nhanh khắc tình đã từ bỏ ý nghĩ này chính mình làm liên nguyệt thất tin, phải theo lẽ công bằng chấp pháp hết thảy đều phải dựa theo quy định tốt đến. Tô Lạc nghe được lời của Kỷ Phương thở ra một hơi thật dài. Cũng may chị Phương không bán sách cho vợ lúa, chẳng qua là mấy quyển bị mang qua, hẳn là vấn đề không lớn. Tuy rằng bên vợ gạo chuyện gì cũng tránh không khỏi ánh mắt của cáo vụng, nhưng nếu chỉ có mấy quyển sách, nàng hẳn là cũng sẽ không đặc biệt để ý. Trừ phi số lượng tương đối nhiều, trực tiếp ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ của bác trọng đường hồi tưởng lại thủ đoạn tiểu hồ ly hãm hại lữ khách viết sách, tô lạc cảm giác mình tránh được một kiếp. Bất quá, chuyện này phải kịp thời dừng lại, tô lạc trực tiếp mở miệng nói với kỹ phương. Chị Phương, em định từ bỏ thị trường vợ gạo, tiểu hồng nương vĩnh viễn không phát hành ở vợ gạo. Chương không năm Tại cây lúa vợ có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vĩnh viễn không phát hành ở vợ gạo nghe tô lạc nói khắc tình và kỹ phương đều trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh khắc tình không đi được tô lạc lại kiên định nói không phát hành lúa nhìn bộ dạng của tô lạc lúc trước khắc tình cũng không cảm thấy tô lạc có quan hệ gì với vợ gạo tại sao lại để sách của mình hoàn toàn từ bỏ vợ gạo chẳng lẽ tô lạc nói mình là một nhà văn du lịch lúc trước ở bên vợ lúa đã xảy ra chuyện gì nghe nói vợ lúa bên kia thân là thần tử bác trọng thân thuộc lôi thần hình như mở một cửa hàng tiểu thuyết nhẹ tên là bác trọng đường có phải là cùng bác trọng đường sinh ra một ít chuyện không vui hay không vậy đến lúc đó nếu hồ yêu thật sự nổi tiếng vợ gạo bên kia có người tới bên này còn cần chuẩn bị một ít phương thức ứng đối thật sự không được để cho tô lạc tự mình ra mặt khắc tình trong lòng nhanh chóng tự hỏi sau khi tô lạc đưa ra quyết định bọn họ cần chuẩn bị cái gì thậm chí khắc tình còn nghĩ có nên đem chuyện hôm nay nghe được trở về báo cho ngưng quang hay không dù sao ở loại chuyện buôn bán này ngưng quang hẳn là tinh thông hơn mình nhiều những người khác không biết ý nghĩ của khắc tình nhưng ý nghĩ của kỹ phương lại thốt ra tại sao kỹ phương cũng không hiểu lắm tại sao tô lạc lại hoàn toàn từ bỏ thị trường lúa gạo phải biết rằng độ tiếp thu tiểu thuyết của bà lúa rất cao hơn nữa trình độ phát triển của bọn họ có lẽ còn cao hơn liên nguyệt một bậc Tiểu thuyết hồ yêu cấp bậc này, cho dù là đặt ở Ina cũng là tác phẩm phi thường xuất sắc. Nó chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý và có thể có được rất nhiều người hâm mộ và mo ra. Kỷ Phương nhìn Tô Lạc, vẻ mặt nghi hoặc. Cô không phải vì có thể kiếm được càng nhiều ma lạp, mà là cô cảm giác hồ yêu của Tô Lạc thật sự có thể trở thành tiểu thuyết đại biểu cho liên nguyệt, truyền đến một nơi xa hơn. Nhất là quyển sách này hiện tại là nạn một nhà phát hành đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho càng nhiều người nhận thức được vạn văn tập xá nhìn kỹ phương vẻ mặt khó hiểu tô lạc cũng có chút bất đắc dĩ hắn sờ sờ đầu mình nhất thời không biết giải thích với kỹ phương như thế nào cũng không thể trực tiếp nói với cô anh sợ vợ gạo đối diện kia tìm tới cửa đi đó không phải là đại biểu cho mình sợ nghĩ tới đây tô lạc cảm thấy vẫn nên đổi lý do khác thì tốt hơn lúc trước tôi gặp chuyện đau lòng ở ina oai cho nên tôi cũng không muốn đem quyển sách này bán cho Ina Ta sợ ở nơi đó một vị tâm niệm ta lo lắng nhiều, gây nên phiền toái không cần thiết. Tô Lạc nói vô cùng mơ hồ, cũng không phải hắn muốn làm người câu đố, mà là Tô Lạc cảm thấy loại chuyện này không thể nói rõ. Hơn nữa còn là trước mặt khắc tình. Chẳng lẽ còn có thể ở trước mặt nàng nói, hắn sợ tiêu thụ được vợ gạo, sau đó vụng hồ ly tìm tới cửa trả thù mình hiện tại vợ gạo chính là thần tử đang thay lôi điện ảnh làm đại lý. Nếu thần tử đến liên nguyệt, nhất định sẽ khiến cho liên nguyệt coi trọng. Cho nên đến cuối cùng vẫn làm cho mình toàn thân đều là phiền toái. Sau khi tô lạc nói xong, trên mặt toát ra một chút bi thương. Cả người phối với kiểu tóc có chút lộn xộn, vành mắt thâm quần, nhìn qua càng thêm thê lương. Kỷ phương nhất thời bị vẻ mặt tô lạc lây nhiễm. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, tiểu lạc lại là người si tình như vậy cô hiện tại thậm chí còn cảm thấy mình vừa rồi có phải có chút nói qua hay không hoàn toàn không có lo lắng cảm thụ của tô lạc cũng chỉ nghĩ đến lợi ích hắn sẽ mang đến tác giả lúc trước mình một thân nghèo túng đi vào cửa hàng của mình kỹ phương cảm giác có thể viết ra câu chuyện tình yêu giữa phạm vân phi và lịch tuyết dương trong hồ yêu trên người có thể có câu chuyện sâu sắc hơn mà không phát hiện ra khắc tình lúc này là người khiếp sợ nhất ở đây từ đầu đến cuối, cô đều không nghĩ tới Tô Lạc không có ý định đem hồ yêu bán cho vợ lúa, dĩ nhiên là bởi vì một người. Hơn nữa nghe giọng điệu của Tô Lạc, rất có thể là một người vô cùng quan trọng đối với Tô Lạc. Loại si tình này, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại nhìn thấy ánh mắt của Tô Lạc, khắc tình càng thêm phần thưởng thức. Kỷ Phương thấy Tô Lạc đã hạ quyết tâm, cô cũng không tiện nói gì. Được rồi, ngươi là tác giả, hay là dựa theo ngươi mà đến nghe được kỹ phương đáp ứng chính mình tô lạc vừa mới biểu diễn ra bộ dáng bi thương nháy mắt biến mất không thấy trên mặt xuất hiện nụ cười đưa tay kéo tay kỹ phương qua hưng phấn nói cảm ơn chị phương chị phương là người tốt nhất kỹ phương bị bắt trong tay nhìn tô lạc lập tức vui vẻ cũng nở nụ cười theo hai người thật sự giống như một đôi chị em được rồi quyết định xong rồi tôi sẽ quay về cửa hàng tiếp tục làm việc ngươi không thấy sao đội ngũ đều xếp hàng từ lầu hai ra đường rồi. Tất cả đều là tới mua hồ yêu. Kỷ Phương thấy sự tình kém không nhiều lắm, cũng buông tay Tô Lạc ra, sau đó nói với Tô Lạc. Tô Lạc nghe Kỷ Phương nói như vậy, cũng lộ ra biểu tình ngượng ngùng, gãi gãi mái tóc rối bời của mình. Làm phiền chị Phương, em cũng không nghĩ quyển sách này lại hot như vậy. Được rồi, dù sao cũng kiếm được ma lạp, so với cái này, ngươi vẫn là nhanh chóng đem hồ yêu thiên thứ hai viết ra, chính là đối với ta cảm tạ lớn nhất. Kỷ Phương xoay người đi vào trong quán, vừa đi vừa không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Nhìn thấy sự tình giải quyết, hiệu sách bên này cũng ổn định lại, khắc tình cũng định rời đi. Cô định báo cáo chuyện hôm nay với ngưng quan. Tô Lạc nhìn hai người trước mắt đều đi rồi, ý cười càng nồng đậm. Nguy cơ giải trừ. May mà tôi phản ứng nhanh, bằng không bán đến bên vợ lúa sẽ muộn. Nhìn đám người tiệm sách còn đang xếp hàng dài, tô lạc cảm thấy tiền nhuận bút của mình nhất định là kiếm được không ít. Đến lúc đó nhất định phải đổi phòng ngủ lớn một chút ở vòng thư khách điếm. Rùng ụt lỗ còn đang tính toán mình có thể đạt được bao nhiêu ma lạp tô lạc, đột nhiên nghe được bụng mình tiếng kêu, mặt thoáng cái đỏ lên. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có người nghe được chính mình bụng tiếng kêu, cũng là vội vàng thoát khỏi tiệm sách cửa, dự định trước đi ăn no bụng bất quá tô lạc vừa mới rời khỏi cửa tiệm sách tại cửa tiệm sách người xếp hàng liền lưu truyền tới một cái tin đồn tác giả hồ yêu tô lạc ở đạo thê có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm hơn nữa rất có thể chính là cùng hồ yêu có quan hệ tất cả mới không có ý định bán cho đạo thê sách mới cầu ủng hộ đề tài mới sáng tạo mới không biết mọi người có thích xem hay không nếu cảm thấy đề tài có thể có thể bình luận để lại lời nhắn nhưng tiện cho chút hoa tươi gì đó cũng được. Cảm ơn bạn. Chương 06 Mời hắn trở thành Liên Nguyệt Thành mời riêng tác gia. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi rời khỏi vạn văn tập xá, điều đầu tiên Tô Lạc nghĩ đến chính là đi vạn dân đường ăn no một bữa. Mấy ngày nay một mực ở vòng thư khách điếm bên trong viết bản thảo, mỗi ngày đều là ăn một ít tạp thực cơm thừa đồ ăn thừa. Tuy rằng vọng thư khách sạn có thể cho tiểu nhị đưa thức ăn, nhưng dưới tình huống tiền nhuận bút không có xuống, tô lạc một chút cũng ăn không nổi. Theo trí nhớ, tô lạc ở trong cảng liên nguyệt tìm kiếm phương hướng vạn dân đường. Bên kia, sau khi khắc tình tách khỏi vạn văn tập xá và đám người tô lạc, vẫn tương đối để ý đến tác giả du lịch tô lạc này, vì thế đi tới quần Ngọc Cát. Khắc tình vừa mới đi tới quần Ngọc Cát trước, liền nhìn thấy bách văn ba tỷ mùi ở giữa bách thức đứng ở cửa, giống như muốn ra cửa bộ dáng ngươi muốn ra ngoài sao Bồ, bách thức còn đang đóng cửa bị thanh âm phía sau truyền đến làm cho hoảng sợ quay đầu vừa nhìn thấy khắc tình ở phía sau vội vàng có chút bối rối khắc khắc tin đại nhân đúng vậy ta muốn ra ngoài mua cho ngưng quang một ít quần áo gần đây nghe nói bên cửa hàng quần áo vợ gạo mới mua một ít quần áo mới tôi định đi chọn một chút nói xong khắc tình không nhìn thấy trong ánh mắt bách thức lộ ra một chút hưng phấn. Hồng nhiên không biết nàng cũng không có để ý bách thức thuyết pháp, mà là lên tiếng hỏi thăm. Ngưng quan đang nghỉ ngơi sao? Nhắc tới ngưng quan, bách thức không dám chậm trễ, vội trả lời. Đúng vậy, ngưng quan đại nhân ở trong quần ngọc các nghỉ ngơi, khắc tình có việc có thể trực tiếp đi vào là tốt rồi. Vậy tôi sẽ không quấy rầy ngài cùng ngưng quan thương thảo sự tình, mà là ra ngoài chọn mua quần áo bách thức hướng khắc tình thoáng cúi đầu sau đó đi qua xuống quần ngọc cát khắc tình dựa theo bách thức nói đẩy cửa lớn quần ngọc cát ra đi vào tìm ngưng quan cuối cùng khắc tình tìm được ngưng quan trước giá sách quần ngọc cát lúc này ngưng quan đang ở trước giá sách tìm kiếm sách gì đó ngưng quan khắc tình chậm rãi đi về phía trước hướng ngưng quan ân cần thăm hỏi à ngươi tới rồi ngưng quan căn bản không ngẩng đầu lên Ánh mắt còn đang nhìn sách trong tay, có chút suy nghĩ. Cũng may khắc tình đã sớm quen với bộ dáng ngưng quang không thèm để ý. Ngưng quang, xem ra người có chút phiền phức. Nhìn trên mặt có chút hoang mang, cùng bộ dáng bình thường gận sóng không sợ hãi kia có chút bất đồng ngưng quang, khắc tình vẫn lên tiếng hỏi. Nghe được câu hỏi, ngưng quang khép sách lại, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Nhìn ra, đã có một chút mệt mỏi. Không có đại sự gì quần ngọc cát vừa mới xây dựng lại phần tài chính tiêu hao phải bổ sung nhưng trước mắt mà nói dựa theo lợi nhuận của cảng liên nguyệt chúng ta còn cần một thời gian cho nên tôi đang nghĩ không có thị trường thương mại mới nào có thể mở rộng thêm một ít lợi nhuận của liên nguyệt ngưng quang buông tay xuống lại nhìn khắc tình trên mặt lộ ra nụ cười thâm ý ngược lại là ngươi như thế nào hôm nay đi tới đám ngọc cát của ta nhìn ngưng quan trước mặt một lần nữa trở lại liên nguyệt thất tinh thiên quyền tinh khắc tình biết không cần đặc biệt lo lắng ngưng quan nàng vẫn như cũ bất quá khi nghe ngưng quan nói về thị trường mới khắc tình liên tưởng đến mục đích mình tới đây ta ngược lại không muốn tới nơi này bất quá ta vừa vặn phát hiện một người muốn cho ngươi chú ý một chút bất quá hiện tại ta nghĩ người này có lẽ có thể giúp được hả ngưng quan hơi có vẻ nghi hoặc bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, ngồi ở một bên trên ghế, hướng khắc tin nói. Ngươi nói là tiểu hồng nương gần đây nổi lên ở liên nguyệt. Khắc tình gật đầu, nàng biết, liên nguyệt bất cứ chuyện gì, đều không thoát khỏi ánh mắt của vị ngưng quan đại nhân này. Bất quá, khắc tình vẫn bổ sung. Không chỉ vậy, hôm nay tôi còn thấy tác giả của Little Red lấy đi. Là một người trẻ tuổi không tu sửa hơn nữa còn là nhà văn du lịch, nhìn qua tuổi không lớn lắm tác giả của tiểu hồng nương người trẻ tuổi ngưng quang tuy rằng sớm đã nhận được tin tình báo gần đây liên nguyệt chi trung hưng khởi một quyển tiểu thuyết rất được liên nguyệt nhân dân yêu thích hơn nữa còn có đại họa dấu hiệu thậm chí có chút tra biển thương nhân đem sách vở mang đi quốc gia khác bất quá ngưng quang không nghĩ tới viết ra tiểu hồng nương quyển sách này dĩ nhiên là một người trẻ tuổi lúc trước cô cũng cân nhắc có nên đi vào ngành xuất bản tiểu thuyết mới hay không dù sao ở bên vợ lúa lợi nhuận của bác trọng thần tử bác trọng đường rất tốt hiện tại đã trở thành một sản nghiệp đặc biệt của vợ lúa thế nhưng cân nhắc đến tiểu hồng nương chẳng qua là một quyển sách còn không có giá trị tham khảo đặc biệt cho nên ngưng quan buông tha cho sản nghiệp tiểu thuyết này bất quá hôm nay khắc tình mà nói tác giả của tiểu hồng nương là tác giả du lịch hơn nửa tuổi không lớn lắm như vậy rất có thể trong cuộc sống sau đó, người này còn có thể từ Liên Nguyệt trốn đi, hơn nữa còn có thể viết ra sách bán chạy mới. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngưng Quang đã có kế hoạch. Ngưng Quang ngẩng đầu nhìn về phía Khắc Tình, ngữ khí bình thản nói: "Có vẻ như chúng ta đã tìm thấy một cơ hội kinh doanh mới. Khắc Tình, phiền cô đi giúp tôi một chuyến." Nghe được Ngưng Quang thỉnh cầu, Khắc Tình hơi chần chờ một chút, vốn định cự tuyệt thỉnh cầu của Ngưng Quang. Nhưng suy nghĩ một chút, hình như chỉ có mình mình nhớ rõ bộ dáng của tô lạc sau đó vẫn đáp ứng được ngưng quan thoáng suy nghĩ một chút nói ra thỉnh cầu được vậy anh giúp tôi vào thành phố tìm vị tác giả này một chút nói cho hắn biết liên nguyệt chúng ta muốn mời hắn trở thành tác giả đặc biệt của liên nguyệt thành hơn nữa còn phân cho hắn một chỗ ở đặc biệt hơn nữa sẽ toàn lực ủng hộ tác phẩm của hắn bán ra cho anh ấy một môi trường sáng tác tốt đặc biệt hẹn tác giả khắc tình nghe được ngưng quang nói vô cùng khiếp sợ cô thế nào cũng không nghĩ tới ngưng quang lại trực tiếp mời tô lạc trở thành tác giả đặc biệt của liên nguyệt điều này tương đương với việc tại liên nguyệt cho tô lạc một thân phận hơn nữa còn giúp hắn có thể an cư lạc nghiệp ở liên nguyệt đây tuyệt đối không phải là phần thưởng mà một nhà văn du lịch có thể nhận được ngưng quang nhất định có suy nghĩ đặc biệt khắc tình tuy rằng hơi đoán được ngưng quang muốn làm gì nhưng vẫn trực tiếp đáp ứng. từ sau đó không nói một lời xoay người đi ra khỏi quần ngọc cát. nhìn khắc tình rời đi, Ngưng Quan ngồi trên ghế lộ ra nụ cười tự tin. cho cô phòng ở, thân phận cô nhất định bị nhốt ở liên nguyệt. như vậy tôi sẽ không sợ sau này cậu chạy loạn khắp nơi, đem tiểu thuyết đi nơi khác tuyên bố. nhà văn du lịch từ thời điểm bạn nói có đã không còn tồn tại. đứng dậy, Ngưng Quan về tới gian phòng của mình sau đó còn có rất nhiều sắp xếp phải làm, nàng giống như đã thấy được đại lượng ma lạp, một lần nữa trở lại quần ngọc các ngày đó. Chương 7 Vương quyền nhà ở nơi nào? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn cái nhà hàng vạn dân đường nổi tiếng gần xa này, với đủ loại món ăn táo bạo sáng tạo cùng tài nấu nướng cao siêu của đầu bếp nổi tiếng khắp thiên hạ, thu hút thực khách trong thiên hạ ung ung kéo đến. Tô Lạc vẫn có một loại, mễ lừa dối đối với nó tuyệt đối có cảm giác ác ý bởi vì lúc mới bắt đầu chơi còn tưởng rằng vạn dân đường là nhà hàng cao cấp khí thế hùng vĩ dòng người nối liền không dứt kết quả nó chính là một nhà hàng nhỏ chờ đến khi thật sự đến liên nguyệt thiếu chút nữa cũng không tìm được không đúng nói nhà hàng cũng không chính xác lắm quán ăn vặt trung nguyên đối diện vạn dân đường đều cao cấp hơn nó một bậc không chỉ có nóc nhà thậm chí còn có mấy cái ghế cùng với một đám khách hàng quanh năm ngồi ở chỗ này vui chơi giải trí mà trong vạn dân đường chỉ có một cái nồi quầy và bàn ăn liền một chỗ khách đến ngay cả một cái ghế cũng không có đây chính là chuyện tốt mễ lừa dối làm thở dài một hơi tôi lạc không nghĩ tới chuyện lúc trước mà tiến đến cửa vạn dân đường hướng về phía mão sư phụ đang nấu ăn bên trong hôn một tiếng sư phụ cho một phần mì rau rồng thêm một phần đậu hủ gạch cua được rồi. Nghe được tô lạc gọi món, Mão sư phụ cũng cao giọng đáp lại, nhưng nồi trong tay lại không bỏ xuống. Nhìn Mão sư phụ bận rộn, tô lạc cũng không muốn đi quấy rầy, hỏi hương lăng đi đâu. Mà là đứng ở một bên, chờ thức ăn của mình ra khỏi nồi. Đây chính là trên người mình hiện tại còn sót lại một chút ma lạp, có thể ăn bữa ngon cũng là không tệ. Cũng không biết, hôm nay có thể ở chỗ này hay không, gặp được người nhàn rỗi nhất của Liên Nguyệt, Chung Ly nham vương đại nhân nhưng là phi thường vừa ý vạn dân đường đồ ăn nếu như có thể đụng tới chung ly chính mình đi lên muốn cái ký tên có thể hay không là cái thứ nhất đi tới tiva truy tinh xuyên việt giả bất quá để cho tô lạc đáng tiếc chính là chính mình đứng ở vạn dân đường cửa đợi đến chính mình đồ ăn đều ra nồi cũng không có nhìn thấy cái kia cao lớn thân ảnh đáng tiếc không thể trở thành đệ nhất xuyên việt giả truy tinh của thế giới khác tô lạc ngồi sổng trên mặt đất nỉ non đáng tiếc ánh mắt một lần nữa nhìn thấy mì râu rồng và đậu hũ gạch cua trước mặt. Mùi thơm trên hai món ăn đã sớm tiến vào trong mũi tô lạc. Tô lạc bụng trống rỗng, đã sớm không chịu nổi nước miếng của mình, muốn thưởng thức một chút. Cầm lấy chiếc đũa, gấp về phía mặt trâu rồng, thả lỏng trong miệng. Hút đi thích. Tô lạc trốt cục biết, vì sao vạn dân đường lại được đánh giá cao như vậy, quả nhiên đủ sức, hơn nữa hương vị vô cùng chính tông không được chung ly sống lâu như vậy lão gia hỏa đều đối với nơi này khen không dứt miệng ngay khi tô lạc không chú ý đến hình tượng tô lạc đột nhiên cảm giác được một cổ khí thế cường đại loại khí thế này vô cùng nặng nề hơn nữa tràn ngập uy nghiêm tuy rằng chủ nhân khí thế cố ý thu liễm phần lớn nhưng một ít dao động rất nhỏ từ sau khi tô lạc đạt được năng lực khống chế cát có thể cảm nhận được khi lần đầu tiên nhìn thấy khắc tình Tô Lạc cũng cảm nhận được khí tức lôi điện bất an trên người khắc tình. Bất quá lúc này đây, không giống với bất an lôi điện thuộc tính, càng giống là liên nguyệt bổn gia nham. Nhưng Tô Lạc lại luôn cảm giác được khí tức này, cho dù thu liễm, trong đó ẩn chứa dao động cường đại, cũng không phải khắc tình có thể so sánh được. Tại sao lại có người như vậy xuất hiện ở liên nguyệt? Khí tức càng ngày càng giống mình tới gần. Nhớ tới lúc trước mình ở trước mặt Vạn Văn tập xá tiết lộ thân phận của mình trong đầu Tô Lạc đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ đối phương biết tôi là tác giả của Tiểu Hồng Nương, định tới bắt cóc? Mặc dù ở trong thành liên nguyệt tương đối an toàn, nhưng Tô Lạc vẫn cảm thấy dù chỉ là một chút khả năng, bản thân cũng phải cẩn thận. Vì thế len lén vận dụng năng lực khống chế các, các ở phụ cận vạn dân đường đều mơ hồ dựa sát vào hắn. Khí tức càng ngày càng gần. Mười bước. Chín bước. Tám bước khí tức chủ nhân trực tiếp hướng tô lạc bên này đi tới không có một chút muốn chuyển hướng dấu hiệu lúc này tô lạc cũng ngừng thở không quay đầu lại xem xét tới ngay rốt cục hơi thở đến bên cạnh mình không đợi tô lạc ngẩng đầu đã nghe thấy một thanh âm ông chủ vẫn như cũ thanh âm hùng hậu nghe giống như là một người ổn trọng càng không có khả năng là người mà tô lạc muốn cướp bóc bất quá tô lạc vẫn rất là khiếp sợ bởi vì thanh âm này tô lạc cũng quá quen thuộc đây không phải là nham thần của liên nguyệt ma lạp khắc tư chung ly sao tô lạc hoàn toàn không nghĩ tới chung ly tâm tâm niệm niệm của mình lại thật sự xuất hiện trước mặt mình tuy nói là nhân viên về hưu nhưng hắn cũng không nghĩ tới có thể ở bên ngoài chỗ người kể chuyện thật sự gặp được chung ly khá lắm mình trước khi ăn cơm còn muốn quản người ta muốn ký tên sau khi ăn một miếng cơm trực tiếp cho hắn hoàn toàn quên ở sau đầu Tô Lạc đối với mình có chút bất đắc dĩ, đói bụng hỏng việc a. À. Chung Ly chào hỏi ông chủ xong, ánh mắt thoáng đảo qua Tô Lạc đang ngồi chồm hổng trên mặt đất. Chung Ly làm sao có thể không cảm giác được động tĩnh của Tô Lạc. Lúc hắn đi về phía vạn dân đường, cũng cảm giác được một loại lực lượng nguyên tố đặc biệt, loại lực lượng nguyên tố này rất quen thuộc, đặc biệt giống nham nguyên tố của mình. Sau đó phát hiện trên lục địa, hạt cát phát ra âm thanh thật nhỏ đang lén lút tụ tập về phía người trẻ tuổi này nhìn thấy cảnh tượng này chung ly cũng có chút khiếp sợ người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng có thể sử dụng nham nguyên tố lực lượng bất quá mình cũng không nhớ rõ mình đã cho hắn thần chi nhãn huống hồ tiểu tử này tóc là màu đen hẳn là có chút ấn tượng a à. cuối cùng chung ly vẫn từ bỏ suy nghĩ mình đã về hưu những chuyện này hắn cũng không định quản chỉ cần người trẻ tuổi không có thương tổn gì với Liên Nguyệt, vẫn để thất tinh xử lý. Chung Ly chọn chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, bất quá vừa mới ngồi xuống, chợt nghe được bên cạnh người trẻ tuổi đang lẩm bẩm. Tiểu Hồng Nương đã viết xong thiên thứ nhất, kế tiếp sẽ tiến vào vương quyền thiên. Nhưng vương quyền gia chủ vì ngồi vững vàng trừ yêu đệ nhất thế gia, lại cưỡng chế hãm hại con mình, để nó trở thành khôi lỗi. Loại tình tiết song ngược này, cũng không biết độc giả có thể tiếp nhận hay không trừ yêu đệ nhất thế gia. Hãm hại con trai mình. Chung Ly nghe Tô Lạc nói, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Còn có loại người tham lam hư vinh này. Làm người thân ở địa vị cao, theo lý nên dẫn dắt người dưới thân mình, mà không phải hãm hại. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Vương quyền gia trong miệng hắn lại ở nơi nào? Chương 08 Đế quân lại cũng là fan của ta sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tô Lạc sau khi chung ly đi tới bên cạnh mình, thoáng nhường ra một ít vị trí. Tuy rằng Tô Lạc biết chung ly là nham vương, nhưng chỉ cần mình không làm ra chuyện không xứng đáng với liên nguyệt trước mặt hắn, lực chú ý của hắn sẽ không đặt ở trên người mình. Bất quá nhìn thấy chung ly vị nham thần dẫn dắt liên nguyệt tự do, sau đó về hưu này. Tô Lạc không tự chủ nghĩ tới bản thân kế tiếp muốn viết tiểu hồng nương thiên thứ hai vương quyền thiên, bên trong vương quyền gia chủ cùng chung ly tư tưởng hoàn toàn đi ngược lại. Vương quyền gia chủ vì người yêu của mình vứt bỏ hết thảy của mình, nhưng đổi lại là huynh đệ tỷ muội mình chết thảm, đạo môn suy sụp, gia thê cưu hận, bên ngoài có yêu minh, sau đó áp đặt cho nhi tử của mình, cuối cùng biến thành người đần độn. Nhưng Chung Ly lại là ở dưới nguy cơ vì nhân dân của mình đi ở phía trước nhất, làm gương cho binh sĩ, dẫn dắt bọn họ đi về phía tự do, yên ổn, sau đó vứt bỏ một ít, bình yên về hưu. Phần thản nhiên này, tuyệt đối là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến nhân dân liên nguyệt tôn kính hắn suy nghĩ một chút sau khi mình còn muốn đem tiểu hồng nương vương quyền thiên nam nữ đều ngược một lần chính mình cũng là có chút thấp thỏm dù sao mình hiện tại đã biết một cái hắc phấn có thể kế tiếp bởi vì mình ngược chủ sinh ra một mảng lớn phan đen hay không may mắn chính là tô lạc biết tivat đại lục cũng không có lưỡi dao tiểu hữu nói vương quyền gia ở nơi nào hả nghe được thanh âm vang lên bên tai tô lạc cũng có chút nghi hoặc hắn không nghĩ tới chung ly lại chủ động nói chuyện với mình một giây sau tô lạc rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra mình lại nói thẳng ra suy nghĩ của mình hơn nữa tất cả đều bị vị gia bên cạnh này nghe thấy bất quá tô lạc nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nói rõ với chung ly chung ly tiên sinh hiểu lầm vương quyền gia là tiểu thuyết đồ sơn tiểu hồng nương kế tiếp nhân vật sắp xuất hiện là ta hư cấu ra ồ nghe tô lạc giải thích chung ly lúc này mới hiểu được vừa rồi đều là hiểu lầm bất quá chung ly không nghĩ tới chính là người trẻ tuổi trước mặt này dĩ nhiên là gần đây liên nguyệt rất ho tiểu thuyết tiểu hồng nương tác giả chính mình gần đây đi quán trà uống trà thời điểm ngay cả người kể chuyện cũng đang kể quyển sách này chuyện xưa không nghĩ tới tác giả hành văn lão luyện bản thân lại còn trẻ như vậy thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp a có lẽ lựa chọn lúc trước của mình là làm ra quyết định chính xác bất quá tiểu hữu tại sao lại biết ta nguy rồi nói sai rồi hắn nhìn chung ly vẻ mặt nghi hoặc lập tức liền biết mình lần này thật sự làm sai chuyện phải biết rằng vị gia này hiện tại đang ở trong thành liên nguyệt nhưng trạng thái nghỉ hưu trong cả liên nguyệt không có mấy người nhận ra chính mình hiện tại trực tiếp đi lên liền trực tiếp gọi ra tên của hắn nghĩ như thế nào cũng là rất kỳ quái Tô Lạc cảm giác sau lưng mình xuất hiện mồ hôi lạnh, đại não bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Cũng may Tô Lạc dù sao cũng là người viết tiểu thuyết, đầu óc vẫn dùng rất tốt. Khách khanh vãng sinh đường, chung ly đại nhân. Nghe nói ngươi học trọng hiểu biết, đối với tất cả cổ sư chú ý đều thuộc lòng, ngươi biết đấy, chúng ta loại này du lịch tác giả, đều đối với đặc thù sự tình cảm hứng thú. Cho nên cũng nghe được tên của ngươi. Nghe được Tô Lạc nói đến vãng sinh đường khách khanh. Trung Ly cũng giải khai nghi hoặc, lấy hồ đạo tính cách, danh hiệu của mình bị người biết, cũng là chuyện bình thường. Nhưng so sánh ra, Trung Ly càng cảm thấy hứng thú, vương quyền thế gia theo như lời Tô Lạc, rốt cuộc là an bài gì. Cho nên, trong nhà vương quyền này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao gia chủ lại muốn hãm hại con trai mình? Ồ, Trung Ly hỏi thoáng cái khiến Tô Lạc hứng thú. Hắn không nghĩ tới, vì gia gia Trung Ly này dĩ nhiên cũng là fan hâm mộ sách của mình hắn vẫn luôn cho rằng lúc chung ly ở quán trà chỉ nghe câu chuyện về nham thần của mình nào ngờ hôm nay lại nhìn thấy một mặt khác nhìn chung ly nghi hoặc linh quan tô lạc chợt lóe giải thích với hắn vương quyền gia ở trong sách mấy trăm năm trước nhân yêu còn đang đại chiến dựa vào vương quyền kiếm thành công đăng đỉnh trừ yêu đệ nhất thế gia nhưng là bởi vì mấy trăm năm sau vương quyền gia nhân tài thiếu hụt mà vương quyền bá nghiệp cũng bởi vì nguyên nhân nào đó trở thành người khác trong mắt một cái tự tư tự lợi lão ngoan cố hết thảy nhân duyên tế hội đủ loại cho nên mới tạo thành kết quả đối với nhi tử cũng nhẫn tâm lãnh khóc vô tình phần linh cảm này bắt nguồn từ nham thần đế quân của liên nguyệt có thể nói đế quân và vương quyền gia chủ là hai người hoàn toàn trái ngược nguồn cảm hứng của nham thần đế quân chung ly không nghĩ tới linh cảm của vương quyền gia lại đến từ chính mình nhưng cẩn thận nghĩ lại Lúc mình ban đầu nghe được Tiểu Hữu trước mặt lầm bầm lậu bầu, liền phi thường phản cảm. Như vậy xem ra, trách không được chính mình mâu thuẫn như vậy, thì ra chính là hoàn toàn dựa theo ý nghĩ ngược lại của mình mà hư cấu ra. Nghe được Tô Lạc giải thích, Chung Ly cũng lộ ra nụ cười thoải mái. Thì ra là thế. Vậy không biết Tiểu Hữu, thế giới của Tiểu Hồng Nương rốt cuộc là như thế nào, có thể nói một chút hay không? Nhìn thấy biểu tình Chung Ly có chút hứng thú, Tô Lạc cũng cười thầm trong lòng. Không nghĩ tới đế quân bình thường nghe ổn trọng, như thế nào vừa câu liền mắc câu, sống này xoát độ hảo cảm, mình về sau ở liên nguyệt hẳn là có bảo đảm. Tiểu Hồng Nương, thế giới A, dựa theo ý nghĩ của ta chính là trải qua mấy trăm năm sau, hoàn toàn hòa bình, người người làm chủ thế giới. Cứ như vậy, trước vạn dân đường hình thành một màn vô cùng thú vị. Tô Lạc và Chung Ly hai người, cùng nhau ăn cơm ở cửa, hoàn toàn không quan tâm có bàn ghế hay không người qua lại đi qua hai người tự mình đàm luận cuối cùng tô lạc ăn vào miếng đậu hũ cuối cùng còn không quên đem miếng canh cuối cùng cũng uống xong kết thúc hai người nói chuyện với nhau sau bữa ăn no lâu không gặp tô lạc cảm thấy liên nguyệt cũng đi dạo không còn nhiều lắm đã đến lúc trở lại ổ của mình tiếp tục viết chữ đem bát trả lại cho mão sư phụ tô lạc giơ ngón tay cái lên không hổ là vạn dân đường thấy Tô Lạc giơ ngón tay cái lên, Mão Sư Phụ cũng vô cùng vui vẻ. Cảm ơn đã chiếu cố, lần sau đến, tôi giảm giá cho cậu. Được rồi. Chào hỏi thầy Mão xong, Tô Lạc liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi, đã bị thanh âm phía sau gọi lại. Tiểu hữu chờ một chút, còn không biết tên của ngươi. Tô Lạc quay đầu, nhìn đế quân ngồi ngay ngắn bên đường, cũng không quay đầu lại, bình thản nói chuyện. Để lại tên của mình Tên tôi là Sulo Một nhà văn du lịch yêu tự do Sau đó hướng vọng thư khách điếm rời đi Để lại chung ly một mình Nghĩ tới các loại lời vừa rồi Cùng tô lạc đạm luận Mấy trăm năm sau Một cái hoàn toàn hòa bình Người người làm chủ thế giới Đối đáp tỉ mỉ như vậy Nhìn thế nào cũng không giống như là hư cấu ra thế giới Hắn rốt cuộc là ai Chương không chính Không có lý do gì ta thích tự do. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rời khỏi vạn dân đường, Tô Lạc cũng là một lần nữa trở lại vòng thư khách điếm. Lộ trình một ngày hôm nay tuy rằng không xa, nhưng Tô Lạc cũng đã trải qua rất nhiều, cảm giác mình có chút mệt mỏi. Đi tới vòng thư khách sạn cửa, Tô Lạc lại phát hiện, trong khách sạn, thậm chí có một người quen. Khắc tình. Ở cửa khách sạn, khắc tình đang ở nơi nào giống như chờ người nào đó mà khắc tình nghe thấy giọng nói của tô lạc lập tức nhìn sang sau đó đi về phía tô lạc tô lạc có chút nghi hoặc rõ ràng hôm nay mình mới cùng khắc tình gặp mặt không nghĩ tới tại vòng thư khách sạn lại gặp được một lần bất quá thoạt nhìn khắc tình rõ ràng là tìm mình có một số việc quả nhiên khắc tình lập tức đi về phía tô lạc đợi đến gần một chút không đợi tô lạc mở miệng hỏi khắc tình đã lên tiếng trước tìm em ở cảng liên nguyệt một vòng cũng không tìm được may mà ở vòng thư khách điếm chờ được ngươi tô lạc thấy vẻ mặt tức giận của khắc tình hơi ngượng ngùng chính hắn đói bụng đi ăn cơm ai có thể nghĩ đến có thể gặp được đế quân còn cùng hắn nói chuyện phiếm hàn huyên thật lâu cho tới bây giờ mới trở về bất quá tô lạc vẫn vô cùng tò mò vì sao khắc tình lại tìm mình ngại quá đi ăn bữa cơm làm lỡ chút thời gian không biết tìm tôi có chuyện gì. Ăn cơm có thể ăn lâu như vậy sao? Khắc tình nghe được Tô Lạc giải thích, hiện tại trở nên càng thêm tức giận. Bất quá cũng may nhớ tới mục đích lần này mình tới tìm Tô Lạc, khắc tình cũng không có miệt mại theo đuổi. Mà là vẻ mặt nghiêm túc nói với Tô Lạc. Tô Lạc, ngừng quan nhìn trúng ngươi rồi. Liên Nguyệt chính thức mời anh làm tác giả đặc biệt của Liên Nguyệt, hơn nữa cô ấy còn chia cho anh một căn nhà, cho anh ở trọ đồng thời hứa hẹn, ở phía chính thức, ủng hộ tác phẩm của anh bán ra. Vốn trưởng quỹ khách sạn vọng thư Hoài An Bình không chú ý đến cuộc nói chuyện giữa Tô Lạc và Khắc Tình. Nhưng đột nhiên nghe được Liên Nguyệt muốn chia cho Tô Lạc một căn nhà, còn muốn mời Tô Lạc làm tác giả đặc biệt. Lần này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoài An không nghĩ tới, ở trong tiệm ở rẻ nhất gian phòng Tô Lạc, dĩ nhiên sẽ đạt được ngưng quan đại nhân chú ý thậm chí còn trả lại tốt như vậy một cái an bài. Vội vàng tiến lên hỏi. Quấy rầy một chút, khắc tinh đại nhân, xin hỏi lời ngài nói là thật sao? Không nhìn hoài an hỏi, khắc tinh bình thản trả lời. Thật đấy. Sau đó, không có chờ hoài an tiếp tục hỏi tiếp, mà là tiếp tục nhìn tô lạc, chờ tô lạc trả lời. Nhìn khắc tinh vẫn nhìn mình chăm chăm, tô lạc bắt đầu tự hỏi. Ngưng Quang lại muốn ký hợp đồng với mình trở thành tác giả đặc biệt, còn muốn cho mình một căn nhà. Trong chuyện này khẳng định là có vấn đề. Tô Lạc biết, sau khi cùng mình rời đi, khắc tình nhất định là đi tìm Ngưng Quang. Ngưng Quang coi như là biết mình là tác giả của Tiểu Hồng Nương, hẳn là cũng sẽ không đặc biệt để ý a. À. Nhưng rất nhanh Tô Lạc liền nghĩ tới, hiện tại quần ngọc các vừa mới trùng kiến hoàn thành. Ngưng Quang đây là đem hắn trở thành mới buôn bán, cho mình một chỗ để cho mình vòng địa ngục tự lao. Để cho mình giúp nàng kiếm tiền. Vậy sao được? Không, tôi cự tuyệt. Cái gì? Nghe được tôi là cự tuyệt, khắc tình cùng Hoài An hai người đều bị khiếp sợ. Hai người bọn họ không nghĩ tới, tôi lạc lại cự tuyệt. Ngươi có biết hay không, đây chính là đề nghị ngưng quan đại nhân đưa ra. Tiểu tử nghèo như ngươi lại cự tuyệt. Hoài An rõ ràng cảm thấy Tô Lạc trước mặt có chút không tôn trọng quyết định của Ngưng Quang. Tại Liên Nguyệt, tất cả mọi người đều biết ánh mắt Ngưng Quang đại nhân tốt cỡ nào. Nhưng tiểu tử trước mặt này lại bị Ngưng Quang đại nhân chọn trúng, còn cự tuyệt. Đây quả thực là lãng phí Ngưng Quang coi trọng hắn. Khắc Tình cũng không hiểu tại sao Tô Lạc lại cự tuyệt đề nghị của Ngưng Quang. Phải biết rằng căn cứ Hoài An nói rõ, Tô Lạc là ở trong phòng rẻ nhất của khách sạn Vọng Thư thậm chí đôi khi ngay cả thức ăn cũng sắp ăn không nổi. Bây giờ lại có thể cự tuyệt một phần ký hợp đồng, còn có một căn nhà. Những thứ này chỉ cần hắn gật đầu là có thể lấy được, nhưng hắn lại bỏ qua. Có thể cho tôi một lý do không? Khắc tình vẫn muốn hỏi một chút, không phải bởi vì không tiện trả lời ngưng quan, mà là cô cảm thấy, tô lạc có chút bất đồng. Cô không biết vì sao tô lạc lại trực tiếp cự tuyệt. Sau khi tô lạc nghe được, vẻ mặt bình thản không có lý do gì cả tôi thích tự do hơn nữa tiền nhuận bút của tôi sắp phát kinh tế cũng chuyển biến tốt nghe được câu trả lời của tô lạc khắc tình cũng không nói gì mà nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của tô lạc vài giây sau đó giống như buông tha cái gì biểu tình vốn nghiêm túc thả lỏng xuống xoay người đi ra ngoài cửa bất quá lúc đi tới cửa lại nghe được phía sau truyền đến thanh âm của tô lạc nhưng tôi sẽ không đi Liên Nguyệt vẫn rất thoải mái. Nghe được những lời này, khắc tình cũng không quay đầu lại rời đi. Cô biết, Tô Lạc đã đoán được suy nghĩ của Ngưng Quang. Hoài An nhìn khắc tình rời đi, trên mặt có chút bối rối, lại nhìn Tô Lạc đứng ở một bên. Hoài An rõ ràng có chút không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành khoát tay áo. Quên đi, chuyện Tô Lạc, Ngưng Quang Đại Nhân khẳng định có đối sách. Tôi sẽ không tham gia quay đầu cũng trở lại quay. Tô Lạc thấy sự tình giải quyết, cũng định rời đi. Bất quá, chờ lúc đi ngang qua quầy, Tô Lạc lại nghe được thanh âm hoài an. Còn nữa, tiền phòng khách của anh nhớ nộp một chút. Nợ một tháng rồi. Khuôn mặt mới vừa bình thản của Tô Lạc trong nháy mắt trở nên xấu hổ. Vội vàng hướng Hoài An nói. Không đúng, lập tức, lập tức. Chị Phương nói tiền nhuận bút sắp phát xuống rồi nhìn tô lạc vừa rồi còn vô cùng kiên cường trước mặt bây giờ lại vội vàng xin lỗi hoài an cũng có chút im lặng khoác tay để tô lạc nhanh chóng biến mất trước mắt hắn trở lại phòng tô lạc cũng trực tiếp ngã xuống giường ngày hôm nay quả thật có chút mệt mỏi nhưng suy nghĩ một chút mình cự tuyệt một căn nhà tô lạc cảm thấy mình thua thiệt một trăm triệu từ trên giường ngồi dậy tô lạc cảm thấy mình nhất định phải kiếm tiền coi như là có phòng ở cũng muốn chính mình kiếm ra. Cứ quyết định như vậy, ngày mai liền mang theo đồ sơn tiểu hồng nương, vương quyền thiên hôm nay viết xong đi tìm chị Phương. Chương 10 Cây lúa vợ bán, tiểu hồng nương, vậy mà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hắn thật sự nói như vậy. Ngưng quan nhận được hồi âm của khắc tình, cũng không tức giận, mà lộ ra một ít nụ cười. Xem ra, Tô Lạc cũng không phải là một người ngu dốt, nhưng ngưng quan lại cảm thấy hứng thú với tiểu thuyết tô lạc viết quay đầu nói với bách văn đang đợi lệnh bách văn đi giúp ta mua một quyển tiểu hồng nương ta cũng muốn xem trong sách này rốt cuộc còn có chỗ vi diệu gì vâng ngưng quan đại nhân nhìn bách văn đi ra ngoài ngưng Quang đứng trên liên nguyệt cát đảo qua đông nam nơi đó chính là chỗ của vợ lúa ngưng Quang đã nghe nói chuyện tô lạc không bán sách cho vợ gạo nhưng theo như lời tô lạc ngưng quan có thái độ hoài nghi. Nhưng bất chấp tất cả, hồ ly màu hồng nhạt, luôn cảm giác ngươi viết cái này nhân vật, cùng lúa thê bên kia vị có không ít quan hệ sâu xa đâu. Lúc này bị ngưng quan nhớ thương, bây giờ lại có chút tức giận. Bởi vì nàng rốt cục xem xong đồ sơn tiểu hồng nương trên tay. Hồ ly màu hồng nhạt trong mắt ngươi ngốc như vậy sao? Dùng sức xoa nắng, tiểu hồng nương, trong tay, trong ánh mắt bác trọng thần tử lộ ra một tia hát quan bất quá lập tức lại tiêu tán không có rất nhanh bình tĩnh lại bác trọng thần tử xem xong tiểu hồng nương đương nhiên biết quyển tiểu thuyết này chất lượng rất cao vượt qua những tiểu thuyết khác của bác trọng đường cũng là tất nhiên bất quá thần tử lại có chút nghi hoặc theo lý mà nói tiểu thuyết của liên nguyệt không nên bán cho vợ gạo nhiều như vậy thậm chí lượng tiêu thụ cũng đã vượt qua bác trọng đường nhà mình điểm ấy không phù hợp với lẽ thường nghĩ thầm bác trọng thần tử đứng dậy ngoài trường minh thần đại xã đi về phía bác trọng đường đợi đến bác trọng đường bác trọng thần tử lại thấy được cửa vốn đông như trảy hội lúc này chỉ có một số ít người rộn ràng nhốn nháo một ít người qua đường trao đổi cũng đều bị bác trọng thần tử toàn bộ nghe được tiểu hồng nương miêu tả kiếp trước kiếp này là chân thật tồn tại sao ta cảm thấy có khả năng có lẽ lôi thần đại nhân đã từng có kiếp trước tiểu hồng nương hồ yêu vương tử thật là si tình ta cũng muốn một cái như vậy vương tử ta thích lịch tuyết dương hơn ngự tỷ có hay không trong tiểu hồng nương miêu tả những người có thể sử dụng lực lượng băng nguyên tố lực lượng thủy nguyên tố cũng là người có thần nhãn sao dựa theo trong sách viết đó gọi là pháp thuật cùng nguyên tố lực bất đồng mỗi người đàm luận đều có liên quan đến tiểu hồng nương thần tử mặc dù đi trên đường sắc mặt không có bất kỳ chuyển biến vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng đã sớm cảm thấy có chút tức giận. Đi tới trong bát trọng đường, Hắc Điền lúc này đang quét dọn bụi bặm trước quay. Thấy thần tử đến bát trọng đường, vội vàng tới nghênh đón. "Thần tử đại nhân, ngài đã đến." Từ bác trọng thần tử bình thản hồi phục một chút, sau đó ý bảo Hắc Điền cùng nhau đến hậu đình đàm luận. Sau khi Hắc Điền thu xếp ổn thỏa chuyện quay hàng, đi theo thần tử ra phía sau. Vừa đi tới phía sau, Hắc Điền liền nghe được thần tử hỏi: "Chuyện của Tiểu Hồng Nương, lần trước ta cho ngươi điều tra tại sao lại bán lúa nhiều như vậy, có chút manh mối sao?" Nghe ngóng được là một nhà xuất bản vừa mới thành lập. Nghe nói là tác giả tiểu thuyết gần đây từ Liên Nguyệt bên kia ngồi thuyền nam thập tự trở về mở, bởi vì Tiểu Hồng Nương bán ra, hiện tại đã kiếm được không ít ma lạp. Hắc Điền đem những gì mình nghe được, toàn bộ cùng thần tử nói ra. Nghe được lời giải thích của Hắc Điền, tức giận trong lòng thần tử vừa rồi hòa hoãn không ít, hết thảy đều ở trong suy nghĩ của nàng. Sắp tới điều tra một chút, xem nhà xuất bản này có ủy quyền hay không. Vợ gạo của chúng tôi chưa bao giờ ủng hộ việc vi phạm bản quyền. Nghe được mệnh lệnh của thần tử, Hắc Điền cương vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng rất là khiếp sợ. Tiểu Hồng Nương mà vợ gạo bán lại là bản lậu. Đây chẳng phải là nói chính mình bác trọng đường tiểu thuyết, vậy mà bị đạo bản tiểu thuyết so sánh đi xuống. Cái này không thể nhìn. Xoay người ra khỏi bác trọng đường, hát điền vội vàng đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của thần tử. Bác trọng thần tử đứng ở phía sau bác trọng đường, từ trong túi lấy ra quyển sách tiểu hồng nương này hơi nhìn một chút. Tự lẩm bẩm. Quyển sách này tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Vốn tưởng rằng, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi suy nghĩ kế hoạch lớn, đáng tiếc dĩ nhiên là giả phục lôi quan thoáng hiện tiểu hồng nương trong tay thuận thế bốc cháy rơi xuống tích tích hỏa tinh ha ha xem ra sau khi giải quyết xong chuyện phải đi liên nguyệt một chuyến sáng sớm hôm sau tô lạc liền đứng dậy ra vọng thư khách sạn trong tay cầm vừa mới viết xong vương quyền thiên trực tiếp hướng vạn văn tập xá đi đến tô lạc đã đi tới vạn văn tập xá liền phát hiện lúc này cửa vạn văn tập xá đã xếp hàng không ít người ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới tiểu hồng nương thiên thứ nhất tuyên bố có một đoạn thời gian dĩ nhiên nhân khí còn nóng nảy như vậy lúc này không ai ngăn cản hắn tô lạc đi vào trong vạn văn tập xá vừa nhìn đã thấy kỹ phương bận rộn vội vàng hô to phương tỷ bị gọi tên kỹ phương cũng cả kinh sau đó quay đầu thấy tô lạc cũng vui vẻ hẳn lên à tiểu lạc đến rồi nói xong chào hỏi vừa đưa tới tiểu nhị để cho hắn tiếp tục chính mình thì là lôi kéo tô lạc đàm luận hôm nay tới sớm như vậy không biết tiểu lạc có chuyện gì à nhìn kỹ phương vui vẻ tô lạc cũng không có ý định thừa nước đục thả câu mà trực tiếp đưa bản thảo trong tay cho kỹ phương chị phương hôm qua không phải chị thúc giục bản thảo sao hôm nay em mang đến cho chị bản thảo kỹ phương bị tô lạc nói những lời này làm cho sửng sốt ngày hôm qua thúc giục bản thảo hôm nay liền mang đến tuy nói hôm qua mình thúc giục một chút nhưng cô cũng không nghĩ tới qua một ngày tô lạc đã đưa bản thảo tới tốc độ này cũng quá nhanh đi chẳng lẽ ngươi cũng không phải can vin sao vốn kỹ phương còn tưởng rằng lấy được bản thảo mới còn phải một đoạn thời gian không nghĩ tới hôm nay là niềm vui ngoài ý muốn nhưng mà tiểu lạc chất lượng bản thảo này nhìn ra phương tỷ có chút do dự tô lạc nở nụ cười vẻ mặt tự tin nói chị phương bài đầu tiên của tiểu hồng nương cũng là chị thẩm vấn chất lượng em không nói nhiều nhưng ta cam đoan cái này thiên thứ hai vương quyền thiên mới là tiểu hồng nương cố sự bắt đầu